Thưa quý vị, Nghị định 35 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 năm 2019, quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp. Nghị định nêu rõ hành vi săn bắn, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định bị phạt tiền từ 5 triệu đến 400 triệu đồng. Ngoài ra còn bị áp dụng một số hình thức xử phạt bổ sung. Hành vi đốt lửa, sử dụng lửa để săn bắt động vật rừng, lấy mật ong, lấy phế liệu chiến tranh có thể bị phạt từ 1,5 đến 3 triệu đồng. Các hành vi chặt đốt, phá cây rừng, đào bới, san ủi, nổ mìn, đắp đập, ngăn dòng chảy tự nhiên, xả chất độc, gây thiệt hại đến rừng với bất kỳ mục đích gì mà không được phép sẽ bị xử phạt đến 200 triệu đồng. Mức phạt tiền cao nhất đối với các cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp là 500 triệu đồng và với tổ chức có hành vi vi phạm là 1 tỷ đồng.